Trời ơi. Em thử mai chứ em bảo nó không nói ảnh nhau tiếp ấy. Nó anh tưởng thật. Anh đang lo. Người không gửi nó vào nó nhảy vào. Bây giờ vào thì xem mày nó cả trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mày đi ra tao đi. Thôi, rồi đang rất là dễ bạn ạ. À. Mình vừa đánh mất xong đi rồi. Nó giả vờ lấy cái gì chứ? Không lấy. Phải giả tạo thôi chứ cái gì. Thôi. Đang xem. Bây giờ mày bảo xem bỏ tao đi thì bỏ tao gớt như này này. Mày xem đi. Những gì chúng mày làm nhá, đừng để tao con tao báo công an đấy. Bây giờ bỏ tao mà không tỉnh dậy nhá, tao lên tao báo công an chúng mày không xong đâu. Mày báo đi. Mày thấy ai? Một mưu cầu có được chi kỷ đến lúc bắt đầu hết ly này đắng hay cay phút say này mình sẽ hào bước theo đời có sương cùng chia có đau cùng qua chúng ta là anh em. Sao sao ấy? Em không giả, em không ngất đâu, giả bờ ngất đi. Anh chưa thật. Sao lại giả bờ ngất làm gì? Giả bờ ngất hôm qua chúng nó vợ chồng đi em đây không? Bây giờ đây nhưng mình giả bờ ngất đi vào đây không chúng cho. Ừ. Này, cô nặng thật đấy, nó kéo cả lũ xong rồi nó sang đây nó đánh mình. Nhưng bây giờ... Nhưng làm sao cái gì đến bây giờ? Bây giờ căng quá, bây giờ làm thế nào rồi, bây giờ xem mình nghĩ nào để bây giờ đuổi nó về không giải quyết mình nó đây. Mà anh biết làm sao giờ, bây giờ nó đến lúc nào mình không biết đâu. Nó đến luôn đi. Giờ nó kéo cả lũ xong rồi nó sang đây, bây giờ anh cứ cách nào giờ. Anh đóng mất những người, may là giờ có mất được người đây nhá. Em có mất anh chắc anh cũng bị luôn, đấy luôn đấy không? Bọn này được đấy. 4 năm đứa đánh lúc mà. Nào giờ để không sợ thì bóng ngã đi. Xem chúng nó rồi. Nó đâu? Nó vẫn đang kia. Bây giờ vợ phải biết là chúng nó gây ra chuyện gì thế rồi. Vợ cứ xin. Thế chúng nó vẫn ở trong cái âm mưu đấy. Là nào nào? Ở kia bây giờ nó đặt rẻ mó, bây giờ nó còn hơn cả tâm tư này. Chồng phải cho lên công an. Bây giờ cho lên công an để cho người ta giải quyết. Chứ bây giờ vợ càng quá. Vợ nó, vợ của bà của mẹ em của vợ. Vâng, 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 đấy. Giờ không phải lặng để không việc tính thế nào bây giờ. Nó sẽ phát cùng diện rồi. Bây giờ đây. Giờ cũng giả vờ là xin lỗi tất cả là giả vọng. Để cho chúng nó đánh. Giả vờ thôi, giả vờ lấy nó xin lỗi nó. Lấy đi cho nó xong đi. Chứ kiểu nó sang đây nó bây giờ nó làm càng mới kia làm sao bây giờ. Càng nói láo nó càng đánh bây giờ về nhá. Đấy. Nói bây giờ láo là nó ngoan là không phải là xin lỗi bố không sao đâu. Bây giờ giả vờ xin lỗi này kia đi để cho nó cứ đánh lên. Còn là cho nó cũng ăn cẩn mũi. Nào nào. Thế nó còn chơi vẫn chưa về cơ. Chúng nó không về đâu. Chúng nó bảo mình đi. Chúng nó bảo ở đây nhưng mà. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ biết. Thế rồi. Chúng nó bảo ở đây mà. Chúng nó xong được không? Bây giờ bênh thế nào được mãi được. Con làm về mình đưa công an để cho công an được giải quyết bởi vì sao? Nó là người lừa, vậy hiểu không? Lừa đảo như này ấy, bóc lịch ít nhất khoảng tầm 10 năm. Thì em cũng biết là con học nó như thế nhưng mà em nghĩ là chắc là cho mọi người chiến thành thôi. Làm sao nó chắc là vợ dũng. Bây giờ chúng làm sao? Mình vẫn là mình cứ giải quyết xem nói chuyện như thế nào. Anh đang lo đây, bây giờ nó báo công an trước giờ đi mà. Nghe rồi, nghe rồi. Đáng lo đây. Nên làm nào sợ. Xuống là chỉ có sao đánh được. Bác sĩ không phải sổ đỏ. Má mới lừa được ông già sổ đỏ bây giờ. Bây giờ nó bảo báo công an nha. Mình toàn luôn đấy. Giờ mình đi tù đấy. Đi cả lũ luôn đấy. Bây giờ nó đang được. Chỉ có cách nào bây giờ lệnh chúng nó. Bác sĩ nói chúng nó giả vờ tí ấy. Mới được thôi. Chỉ có cách đấy thôi, có cách mình xin lỗi nó thôi, biết sao giờ. Giờ nó ở đây, chúng nó ở đây giờ, ở đây cả bây giờ chúng nó ở đây luôn mà chúng nó có về đâu. Thì đấy, không qua được cho đây luôn mà. Kiểu mà nó đang dình dình mình rồi, nó cứ bắt mình xin lỗi bố. Bây giờ bố đang bị đâu? Mình xin lỗi cũng được không sao, mình giờ có chạy nó sụp đổ lại đi tù ấy.
thì đấy. Rút bảo cái tập có trộm thì mình cũng sợ đấy. Bây giờ quan trọng là cái rút búa ấy. Nó bây giờ chứng minh chúng nó bây giờ ra xin lỗi, chỉ có xin lỗi cả mình. Nó bảo là xong làm gì thì không làm thế nữa. Biết sao giờ, bây giờ chỉ biết xin lỗi thôi, biết sao. Dạ vâng, xin lỗi chúng nó, chúng nó vừa làm rồi. Mấy hôm nữa bắt đầu rút ông già lên hát luôn. Bởi có cách chứ. Cho ông già đi sao luôn. Rồi bây giờ giải quyết chuyện này cho xong đã. Làm như nào thì cho bọn nó bỏ qua cho mình này. Tôi nghĩ vào chỗ mình làm cái sổ đỏ giả ấy. Xong đưa cho nó. Thế không được là làm sổ đỏ giả. Ừ, đúng sổ đỏ giả làm dễ mà bây giờ vào chỗ mình cầm sổ đỏ còn photo cái sổ đỏ giả ấy. Giả cho nó là xong rồi. Thế cũng được, tôi giả trả nó đi cho nó xong đi. Đấy trả nó cứ gì hơn rách việc ra. Là mình đi ra nó cho nó này. Thôi giờ kệ với mình mãi vào đây không ra nó đánh cho không. Kể kể em kể mà nhiều lắm luôn. Nó phải người gọi mọi người luôn. Mà đi không, rồi mà nó thấy mà mày bực anh hết rồi em. Giờ tìm cách như nào thôi để giải quyết cho xong đi chứ bây giờ nó. Thôi thì em anh với em tí nữa thì sang đi photo sổ đỏ giả đi trả nó đi. Cả xin lỗi cứ như này thì nó cứ đòi mãi đi. Cả xin lỗi bố anh nữa cho xong đi. Nên là đấy. Xong chuyện luôn là yên. Ở bên là lại mình đã lên kế hoạch tiếp. Đúng rồi. Bây giờ chỉ cần trả số đó xong rồi xin lỗi bố là xong. Thế thôi. Còn mọi chuyện như nào từ từ giải quyết. Chắc chúng nó cũng về rồi đấy. Chắc nó về sao? Chắc mới là về chứ không thấy nghe được tiếng nói gì nữa. Chắc cũng về. Chắc về. Nghe tiếng chắc về. Biết là chúng về chưa? Lâu rồi. Đi về xem là nó không mất thật nào. Giờ anh thử cái tin nhờ ai photo cho sổ đỏ ấy. Đấy mình chụp ảnh cái sổ đỏ mình photo rồi đúng không? Biết nữa. Từ từ thì tí nữa đợi nó về đi xong chúng mình đi. Không về đâu, nó không cho mình ra đường đâu. Bây giờ chúng nó đốt mình trong đây mình cấm khỏi luôn rồi. Sợ một vài chồng mình trốn đi. Thôi giờ xem nào nhà tin cho mấy bọn kia bảo nó sang nó cứu. Tôi là không nghe nổi được con. Rồi, cửa vào, đúng cửa vào. Cửa vào đi.